Hi, chào mọi người nha. Thì nói chung em lên máy á, là nghe kỹ video có giá cả, kéo hơi, quay con máy, mình xem mình cảm thấy ưng thì mình mua, chứ không phải em vừa quay ba bốn con máy thì khách nó cũng đã mua, có con thì chưa mua, nhưng cũng gặp thành phần, cũng lại gặp thành phần đó. Em nói thật là mình không có thời gian để mình quay, rồi mình chỉ quay được 2-3 phút để mình nói với mọi người cho mọi người hiểu thôi, mà nó không có chịu nghe. Có 2-3 phút đối với nó chắc thời gian nó là vàng là bạc hay sao, nó không chịu nghe vào hỏi giá lại này. Cái thứ hai nữa này, cái con máy người ta quay người ta nói là về sau bán vậy rồi không bao gì cả, nó cũng đâu có chịu nghe. Nó vô nó hỏi là bao hơi bao lửa hay không, ủa kêu về sau bán vậy không bao gì cả rồi mà còn bao hơi bao lửa cái gì, muốn bao ấy thì vào thêm mấy trăm nghìn nữa người ta bao cho. Mà tại vì người ta bán rẻ là tại vì người ta không có thời gian rảnh để mở máy kiểm tra, người ta sẽ giật hơi cho mình, người ta quay con máy để mình mua, mình cảm thấy ưng ấy thì mình mua, còn mình không ưng ấy thì mình cứ tìm ở chỗ nào mà nó dọn sạch sẽ mà nó nổ ngon lành hết rồi đó mình mua thôi. Tất nhiên cái giá nó phải là gấp, có thể là gần gấp đôi cái giá mà người ta chưa dọn, đó là chuyện bình thường. Một con máy ví dụ như cái thị trường nó bán 2 triệu rưỡi đến 3 triệu mà trong khi máy chưa dọn nó thấp hơn mấy trăm nghìn, đó là chuyện bình thường. Người ta không có công, người ta không có rảnh dọn người ta mới bán như thế này, mà chủ yếu là anh em thợ mua thôi. Còn mấy ông nội ắc ơ mà kiểu như lẻ không lẻ mà xỉ không xỉ, mà cái kiểu lan tinh nó mệt lắm ha. Rồi em có một con xin qua 346 nha mọi người, tối rồi em like, em tranh thủ em like thôi tại vì ban ngày khá là bận cái sau luôn. Cái xích của con này nó ngộ lắm nha mọi người, cái xích của nó là lên trời xuống giếng, lên trời xuống giếng. Không hiểu xích này là xích, hình như xích này để xỉa hay sao á, hay là để gì á, nó khác xích kia nha mọi người, khác xích cắt nha. Rất đẹp nha mọi người, mọi người thấy như thế này ấy nghĩ là nó gớm, cái này ấy chỉ cần quét sang ra thôi thì nó sẽ đỏ âu luôn, rất đẹp luôn đó. Đấy là mình nhìn nhận con máy nào đó, đó mọi người, mình nhìn nhận con máy chứ không phải thấy nó bẩn là nó ghê đâu. Máy này rất đẹp, 346. Em rõ ràng em quay trong này em báo giá luôn và em cũng kéo hơi cho mọi người nghe, chứ không phải là em không làm gì cả. Thằng Zin nha, Zin nguyên bản rất đẹp luôn mọi người, chế quan rồ thông dụng nha, dễ chỉnh dễ thay thế, dòng Shindawa mọi người biết rồi đó. Mấy cái dòng này thì hơi nó cực kỳ bền luôn, rồi rất đẹp mọi người. Này vệ sinh ra nha, nó mọi người thấy không, hơi vệ sinh ra đó thì mới thấy được cái độ đẹp của nó chứ, hàng bãi mà mình nhìn. Làm mấy cái dòng 346, 345 đều tất cả đều là làm nhông hết nha mọi người, chứ không phải là sao mình thấy xin đâu qua 350 đồ á, 305, 350 hàng 4 rồi á thì nó mới có làm trượt, còn dòng này nó chỉ có làm này thôi. Hơi tật 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 tật, hơi rất là ngon, mình biết là hơi ngon nhưng mà không có bao, tại vì mình để cho mọi người giá nó tốt hơn thị trường để cho mọi người có cái sử dụng đó. Máy này đủ đồ nha, còn rất là đẹp đó. Con này á về sau bán vậy nha mọi người, hàng bản nhưng bản không qua sửa chữa thay thế hay là trà trộn đồ đểu gì hết. Con này để cho mọi người em để rẻ cho, con này thường thì không có giá dưới 2 triệu đâu, con này em sẽ để cho mọi người 1.950.000 nha, 1.950.000 đó, 1.950.000 không bao ship nha. Mọi người biết mấy con này rồi, giá nó thì mình cứ search trên thị trường là mình hiểu. 1.950.000 hơi cũng rất là chắc, máy đủ đồ còn đẹp. Đó. Chào mọi người nha.